Vâng, thời tiết hôm nay rất là lạnh. Và hôm nay đơn vị em Thảo thì đã về được mũ ấm, một cái dòng mũ đẹp các bác có thể đổi trong mùa đông của năm nay. Thì em sẽ đội lên cho các bác nhìn mình xem nhé. Mũ này thì tất cả các bác đội đều vừa. Nếu như mà cái mùa mà nóng ấy, nó nóng thì các bác hãy gài lên phần đai trên này. Đây, em sẽ đội như này nhá. Còn nếu như các bác mà đi xe, các bác hãy bỏ ra và cài xuống như này. Thì với mỗi một cái mũ ấm thì sẽ tặng theo một cái khẩu trang nữa để các bác nhà mình đi xe này. Đấy. Cái mũ này thì em đang đưa tới các bác là cái mũ màu đen. Đây là dòng mũ siêu nhẹ. Em sẽ quay thật gần để các bác nhà mình xem được cái chất liệu mũ. Chất liệu ok như thế nào. Và đây là một cái mũ các bác nhìn đường may nhé. Đường may rất chi là chắc chắn. Và với cái này thì các bác khi ra vườn này, khi mà các bác ngồi uống nước trà, các bác có thể cho cái tai này lên đây. Một chiếc mũ như thế này thì sẽ giúp các bác ấm áp trong cả mùa đông năm nay. Đấy, các bác có thể mua làm quà tặng thì đó là một cái món quà rất chi là giá trị trong mùa đông năm nay. Đấy, chất liệu thì bên ngoài sẽ là vải, bên trong thì sẽ là lông vũ, một dòng lông rất chi là nhẹ để các bác nhà mình đội làm sao cho nó nhẹ và thật là ấm. Mũ này thì em sẽ có cả màu xanh và cả màu đen, màu xanh đen. Thì em đang đội đây là cái mũ màu xanh đen nhé. Đấy, và cũng tiện thể giới thiệu luôn tới các bác chọn bộ cái mùa đông năm nay. Ủng thì nhà em sẽ có đủ các loại kích thước nhé. Đây ví dụ như là đôi ủng tới đầu gối. Xem rất chi là lạnh, mưa nữa thì các bác nên sử dụng một đôi ủng như này. Đây là một đôi ủng, đôi này là số 41. Cái này thì các bác sử dụng rất chi là dễ nha các bác nhé. Cái này nó là dòng nhựa dẻo. Đấy, em đeo luôn một đôi vào cho các bác nhìn xem. Ủng này sẽ chống rét và chống nước tuyệt đối trong cái mùa lạnh của năm nay. Đây là một đôi ủng, giá trị của nó chỉ có 100.000 đồng thôi các bác này. Nhưng mà các bác có thể đeo hết năm này qua năm khác, giữ cho đôi chân lúc nào cũng ấm. Chân với đầu là rất chi là quan trọng. Đấy, còn có những mẫu khác nhá, thì em sẽ đeo một vài mẫu để các bác nhà mình tham khảo. Đeo tới mẫu nào thì em sẽ báo giá mẫu đó luôn để các bác nhà mình nắm bắt được. Cái này thì khi các bác có mua ủng rất chi là dễ. Các bác cứ xem là cái đôi giày của các bác đeo số bao nhiêu thì các bác báo với em số đó, thì em sẽ gửi đúng kích thước cho các bác nhá. Đấy, và tới đôi ủng. Đây là đôi ủng tới đùi này. Em đã thử đôi này. Đôi này thì rất thích hợp đối với các bác làm ruộng, các bác làm nông nghiệp này. Cái này các bác có thể đeo tới đùi nhá. Cái này tùy theo số, số 43 là số to nhất này. Đôi này thì em không đeo về đâu, nhưng mà em sẽ đeo thử cho các bác này mình xem thôi. Rất mong các bác đi xem video hãy nhớ rõ từng mẫu để đặt hàng cho nó chuẩn nhé. Bởi vì rất nhiều bác thì đặt hàng rồi nhưng vẫn chưa xác định được là mình cần đôi nào đâu. Đây, cái này đeo tận đùi này các bác này. Cái này thì nó sẽ có dây buộc, khi các bác đeo lên đùi thì các bác buộc vào nhé. Cái này nó là dòng cao su lon, bên trong nó là lướt màu vàng. Đế của nó đế vàng, có đôi đế vàng, có đôi đế màu xanh. Nhưng mà các bác đã đến với đơn vị em thì các bác đã tìm được một đại lý chính chuyên về đồ dụng cụ dành cho các bác làm vườn năm nay. Cái này các bác có dây buộc đi nhá, các bác buộc dây vào đây rất chi là chặt. Các bác hãy thắt dây ở đây vào. Và với cái đôi này giá của nó chỉ có 100.000 đồng thôi các bác ạ. Và em nói luôn, 100.000 đồng thì các bác mất phí ship nhá. Đấy, các bác mất 3.000 để phí ship. Mua hai đôi cũng chỉ mất 3.000 để phí ship thôi. Thế và tới cái bộ cao cấp hơn thì em sẽ đeo, em sẽ mặc một cái quần ủng cho các bác nhìn mình xem. Cái quần ủng này thì nó là một cái mẫu mà đơn vị em bán nhiều nhất, gửi tới tay các bác nhà mình. Sẽ có hai loại nhá. Em hãy tìm vào. Đây. Cái này sẽ có đủ số nhá. Nhưng mà đeo cái này dễ lắm các bác. Các bác cứ thấy em không cần phải chọn. Em nhìn đôi nào em đeo cũng vừa. Tất cả những cái dụng cụ hôm nay thì em sẽ báo giá luôn để các bác nhìn mình lắm mắt rồi đấy. Cái quần này là quần tới bụng, chất liệu là cao su lon. Đấy, nhưng mà nó không phải là mỏng dính đâu. Các bác nhìn này, cũng tương đối là dày đấy. Đây là cao su lon. Nếu như các bác mà mặc giữ gìn thì có thể được 2 đến 3 năm vẫn chưa rách đâu nhé. Nhà em đã sử dụng rồi. Cái này thì rất chi là tiện đối với các bác làm ao hồ, làm nông nghiệp, đi nuôi cá, nuôi tôm, nuôi cua.
hoặc là đi đánh bắt. Đây, cái này nha các bác nhá, cái này rất chi là gọn và chắc chắn, không bao giờ tụt được luôn các bác ạ. Thì các bác có thể mặc thoải mái suốt ngày luôn, rất dễ chịu. Đấy, và với giá cái quần em đang mặc này, em đang gửi cho các bác, giá sẽ là 250.000 trên một quần và sẽ miễn phí ship trên toàn quốc. Đấy, và kết hợp với mũ các bác nhé. Quan trọng nhất là đôi tai phải ấm, đầu phải ấm khi cái mùa lạnh này. Thế thì em báo giá mũ luôn để các bác nhìn nắm bắt được. Mũ thì đơn vị em sẽ gửi cho các bác là 150.000 trên một mũ. Mũ này các bác sử dụng cả 15 năm thoải mái cho em, bao chất lượng các bác ạ. Đấy, đây là mũ màu đen nhé. Còn một cái mẫu quần cao cấp nữa, đó là cái quần yếm. Đây là cái quần yếm nha các bác này. Cái này thì em bán có các bác công nhân mua cả 10 cái luôn. Còn các bác làm ao thì 100% các bác thích bền thì các bác sử dụng mẫu này. Các bác mà giữ gìn thì 5-7 năm còn ok các bác nhé. Chất liệu của nó bên trong là trắng vải, bên ngoài là cao su, và tất cả những cái đường may thì đều là ép nhiệt. Thì với cái bộ ủng này thì đều có một cái dây đai ở ngang bụng để khi các bác mà mặc cái yếm này, nó là một cái yếm như thế này, lên tận cổ như này, và sẽ có một cái dây đai thắt ngang qua bụng như này để các bác nhà mình mặc lúc nào cũng chặt và lúc nào cũng ấm. Để các bác đi đánh cá, đánh tôm hoặc đi làm công nhân tiếp xúc với nước nhiều thì các bác nên sử dụng với một bộ như này, mua một lần nhưng mà các bác sẽ sử dụng rất nhiều năm. Đấy, và với cái bộ này là bộ cao cấp nhất của đơn vị em thì đang gửi cho các bác, giá sẽ là 500.000 trên một bộ và em sẽ miễn phí ship trên toàn quốc các bác nhé. Đấy, và xem được video này các bác thấy những cái dụng cụ này hữu ích, nhớ cho em xin một like, một chuông và một lượt đăng ký kênh để em đưa tới các bác những cái sản phẩm tốt nhất cho mọi người. Cảm ơn các bác đã theo dõi video.